Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự của một chị gái gửi đến chương trình mà theo như trong thư chị chia sẻ. Trước cưới, mẹ chồng tương lai bỗng cho 500 triệu, nghe bà nói tôi trả tiền và lập tức hủy hôn. Lời mẹ chồng tương lai nói khiến tôi sửng sốt, tôi không ngờ bác lại đưa ra chủ ý đó. Và để biết dòng tâm sự này có tình tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Năm nay tôi 30 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày đó, tôi và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi làm việc cùng ngành, có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, nên tình cảm nhanh chóng ấm dần lên. Sau gần một năm hẹn hò, tôi lên xe hoa theo anh về nhà. Sau khi kết hôn, chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, chiều chuộng tôi như thời còn yêu đương mặn nồng, cưng chiều tôi như công chúa. Sau 2 năm kết hôn, tôi hạ sinh con trai đầu lòng. Chồng cũ càng cố gắng nhiều hơn để kiếm tiền lo cho hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Anh thường xuyên tăng ca vào buổi tối, nhìn anh vất vả mà lòng tôi đau xót, nhưng khuyên thế nào anh cũng bảo là anh chịu được, anh không sao hết. Khi con trai tôi lên 3 tuổi, chồng cũ không may bị tai nạn xe hơi trên đường đi làm ca đêm về và không may mắn là anh đã qua đời. Sau khi sinh con, tôi ở nhà luôn vì con tôi thường xuyên đau ốm, nên chồng cũ là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Giờ anh không còn nữa, tôi bắt buộc phải đi làm lại để nuôi con. Nhưng ở quê đồng lương ít ỏi, lại khó xin việc, nên tôi đành gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc, còn tôi lên thành phố kiếm việc làm. 3 năm sau, tôi gặp được Hưng, anh là đối tác của công ty tôi. Thường xuyên tiếp xúc nên cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Và sau hơn một năm hẹn hò, anh đã cầu hôn tôi. Anh là trai một đời vợ và có con trai riêng. Tôi là gái một đời chồng, cũng có con trai riêng. Nói chung, cả hai chúng tôi khá tương xứng. Nhưng vấn đề con anh, con em và con chúng ta khiến tôi khá lo lắng. Anh nói, sau khi cưới, em hãy đón con trai lên đây ở cùng chúng ta. Con em và con anh cũng trạc tuổi nhau, chắc chắn hai đứa sẽ sớm hòa hợp với nhau. Có câu này của anh, tôi yên tâm hẳn và gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Khi về nhà Hưng ra mắt, ban đầu mẹ anh có vẻ khá hài lòng về tôi. Nhưng khi biết tôi có con trai riêng, bác ấy thay đổi sắc mặt, dường như không hề ưng ý. Tuy nhiên, bác ấy cũng không hề cảm đón việc tôi và Hưng đến bên nhau. Những tưởng tôi đã tìm được một bến đậu mới, cho con trai tôi một mái ấm mới, nhưng rất tiếc là tôi đã nhầm. Trước ngày cưới khoảng một tháng, mẹ Hưng bỗng hẹn gặp tôi ra nói chuyện riêng. Bác ấy đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, rồi ôm tồn nói. Con và Hưng sắp lấy nhau rồi, nên mẹ sẽ xưng hô mẹ con cho thật gần gũi. Có vài điều mẹ muốn nói riêng với con, nên hôm nay mới hẹn con ra đây. Mẹ biết là không phải, nhưng con cứ nghĩ mà xem. Con có con riêng, thằng Hưng nó cũng có con riêng. Rồi sau này, hai đứa cũng sinh thêm con nữa. Thì mối quan hệ trong nhà rất phức tạp, sống chung lâu dài rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Trong tấm thẻ này có 500 triệu, con hãy đưa cho bố mẹ chồng cũ, nhờ ông bà chăm sóc thằng bé. Con đừng đưa thằng bé lên đây sống cùng có được không? Thỉnh thoảng, con về thăm nó cũng được, mẹ không cấm. Nhưng thật sự, mẹ không muốn con đưa thằng bé lên đây sống cùng. Ông bà ở dưới cũng cần có chỗ dựa tinh thần cho vui nhà vui cửa. Chắc chắn cũng không muốn để thằng bé lên đây. Con hiểu ý mẹ chứ? Lời mẹ chồng tương lai nói khiến tôi sửng sốt. Tôi không ngờ bác lại đưa ra chủ ý đó. Tôi lập tức trả lại tấm thẻ ngân hàng và cười nói. Con xin lỗi bác, con không thể nhận số tiền này. Con không thể bỏ con của con để con sống một cuộc sống sung túc được. Con không thể làm như thế được. Bác nên biết có những thứ không thể mua được bằng tiền. Để không làm bác khó xử, con xin phép được hủy hôn.
Nói xong tôi đứng dậy rời đi, đồng thời nhắn tin chia tay và kể rõ lý do cho Hưng biết. Những tưởng anh sẽ níu kéo về thuyết phục và giải thích cho mẹ hiểu, nào ngờ anh lại đồng ý chia tay với tôi luôn. Chẳng lẽ những lời anh nói trước đây toàn giả dối, bây giờ anh hối hận rồi nên mới nhờ mẹ đến gặp tôi để nói những lời đó. Dòng tâm sự thứ hai, cả nhà giật mình khi biết số tiền chị dâu cho chồng mỗi ngày. Không ngờ sau khi lấy vợ, anh tôi lại nghe lời chị dâu đến như vậy. Khi chưa lấy vợ, tháng nào anh tôi cũng cho hai em mỗi người 5 triệu để chi tiêu. Anh gửi mẹ 20 triệu để tiết kiệm, số tiền còn lại là 8 triệu. Anh chi tiêu cho bản thân, bạn bè và bạn gái. Một năm nay, anh tôi đã lấy vợ và ra ở riêng. Anh không còn đưa tiền cho mẹ giữ như lúc trước nữa. Hàng tháng, anh cũng không còn cho tiền các em nữa. Mẹ tôi thường căn dặn, anh đã lập gia đình, chúng tôi không được xin tiền anh ấy. Anh tôi sắp có con, phải lo vun đắp cho gia đình nhỏ, không thể bao bọc các em được mãi. Những lời mẹ dặn, tôi luôn để trong lòng và không dám xin tiền anh trai như trước nữa. Vậy là hàng tháng, tôi làm được bao nhiêu thì tiêu trong khoản đó, không dám chi tiêu như lúc trước. Từ khi chuyển qua công ty mới, tôi phải mặc đồng phục váy. Mỗi khi đi làm bằng xe số rất bất tiện, tôi muốn mua xe tay ga nhưng không đủ tiền. Bố mẹ tôi làm công nhân, nuôi ba anh em tôi là đã cố gắng lắm rồi. Bây giờ tôi đã đi làm nên không muốn làm phiền đến bố mẹ nữa. Tuần vừa rồi, anh trai qua nhà chơi, biết anh ấy mới lãnh lương nên tôi đã hỏi vay 20 triệu để mua xe. Tôi hứa mỗi tháng sẽ trả 6 triệu cho đến khi hết nợ. Đáp lại sự mong đợi của tôi, anh trai lấy trong ví ra 100 nghìn và vài đồng tiền lẻ. Anh bảo trong ví chỉ có bằng đó tiền. Ngày nào chị dâu cũng phát cho tờ 100 nghìn để ăn sáng, đổ xăng hay uống cà phê. Trước lúc lấy vợ, trong ví anh tôi luôn đầy tiền. Thế mà sau khi lấy vợ lại ra nông nổi như thế này. Em trai tôi bức xúc trách chị dâu quá đáng. Anh cả là người kiếm tiền chính của gia đình mà không được quyền chi tiêu. Hằng ngày phải xin từng đồng của chị dâu do chính bản thân anh tôi làm ra. Thật quá bất công, không thể chấp nhận được. Anh trai tôi nói, sau khi lấy vợ, nhu cầu của bản thân cũng ít đi nên không cần nhiều tiền lắm. Chị dâu nắm giữ tiền rất tốt nên anh tin tưởng giao cho chị ấy giữ. Trong khi mẹ tôi ủng hộ việc anh tôi đưa tiền cho chị dâu giữ, vậy mà em trai tôi lại cho rằng anh cả quá hiền nên bị chị dâu dắt mũi. Làm được bao nhiêu tiền, đưa cho chị ấy nắm giữ hết, rồi có ngày ra đường ở với hai bàn tay trắng. Em trai tôi khuyên anh cả chỉ đưa cho chị dâu có chừng mực, còn bản thân phải giữ lấy. Rõ ràng, anh ruột của tôi làm ra tiền, thế mà bây giờ tôi phải đi hỏi vay tiền của chị dâu để mua xe. Thật khó chịu, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Qua buổi tranh luận này, tôi nhận thấy quan điểm của em trai tôi cũng có lý. Tương lai, tôi cũng sẽ là một người vợ. Tôi không biết phải nghe theo quan điểm của anh cả hay là của em trai nữa. Như vậy là Tasa vừa mới gửi đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!